đặc điểm và giá trị chốn vượt của lễ sống nghèo trong tin mừng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội thánh phục vụ tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ. Chúng ta hiện lời cầu xin cho các vị mục tử luôn quan tâm đến những người đói khát, bần cùng và sẵn lòng trợ giúp họ qua vượt qua cảnh túng nghèo. Con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,